cũng có nghĩa là tỉnh táo hơn tí xíu, tại vì đối với Hồng á, khi mà mình lên được danh hiệu 3 sao á, nó có rất là nhiều cái cảm xúc khác nhau. Thì trước hết là Hồng cũng giới thiệu lại về mình một tí xíu, đó là Hồng tên đầy đủ là Quỳnh Thị Thu Hồng, hiện thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Và trước khi mình đến với Tiên Sang á, là mình trải qua rất là nhiều công việc, là giáo viên, rồi kinh doanh truyền thống tại nhà, rồi mình cũng đã bỏ tiền đi học về online, rồi mọi thứ có nghĩa là mình cũng mò mẫm tìm rất là nhiều cách khác nhau, qua nhiều lần thất bại thôi, nhưng mà mình không chấp nhận với cái thất bại của mình, và chính vì vậy mà mình mới đi đến VJ qua một cái thử thách, chứ không phải là mình giống như mọi người đó là đi tìm cơ hội và qua những cái mẫu quảng cáo thôi, và qua những cái người thân bạn bè. Mình đi tìm cơ hội là mình vượt qua bản thân mình bằng cách là mình tham gia vào một cái thử thách. Và một cái thử thách mà Hồng tham gia vào đó là thử thách tạo ra doanh số 5 triệu trên Internet sau một tuần lễ. Đó là cái người sponsor của mình mở ra, đó là Rương Nhung. Và Hồng cũng cảm ơn, ngày hôm nay mình cũng cảm ơn đến Rương Nhung rất là nhiều. Và chính Rương Nhung đã mang Hồng đến VJ và dẫn dắt Hồng cho đến khi mình đạt được cái danh hiệu 12% 3 sao. Và đến ngày hôm nay mình vẫn duy trì cái danh hiệu đó. Và mình là người rất là gà về công nghiệp, mọi người công nghệ. Mình không có biết gì về công nghệ đâu, học rồi, nhưng quên hết rồi. Thật sự là mình là con số 0 khi bước vào VJ luôn. Và mọi người hay nói cái câu có nghĩa là gì, phế hết võ công làm lại từ đầu đó. Đó là Hồng đó, mình chấp nhận không, độ tuổi của mình là cũng trên 40 rồi, nhưng mà mình chấp nhận nghe theo sự hướng dẫn của người hỗ trợ của mình. Và khi mà mình bước vào VC á, bước biết được một điều có nghĩa là để bắt đầu thành công ở VC, mọi người sẽ follow theo 7 bước. Mọi người cũng muốn biết 7 bước đó không ạ? Để 7 bước đó để chúng ta thành công nhanh ở VC không? Mọi người cứ làm đúng 7 bước đó thì mọi người sẽ thành công không? Thì mọi người cũng muốn biết 7 bước không? Chắc là có thể là mình nghe nhiều lần rồi, nhưng mà để nói lại cho người khác nghe có thể là mình chưa hình dung ra, mình chưa nói được, cho nên mọi người biết nhưng mà phải nói lại cho người khác nghe. Và thậm chí những người mà hiện tại giờ đang có đồng nhóm, mọi người nên nói về 7 bước này. Đôi khi người mới họ vào họ hỏi rất là nhiều, làm từ đâu, phải như thế nào, vậy thì làm sao mình nói với người mới của mình về 7 bước thành công? Đó là điều rất là quan trọng. Và những người mới trong xương này có thể mình sẽ bắt đầu với 7 bước này và follow theo sát thì sẽ thành công thôi. Đừng có quá lo lắng đúng không? Thì giống như một cái người mà nguồn tịch giống như Hồng còn thành công đây đúng không? Đó, thì thậm chí là sức khỏe của Hồng cũng không có tốt đâu mọi người. Thấy lên gym thì xinh xắn như vậy đó, nhưng mà mình cũng vì vấn đề về sức khỏe rất là nhiều. Thì bước thứ nhất có nghĩa là gì? Nếu như ai trong sinh này còn là phòng khách riêng không thì mình hãy trở thành đại lý đi. Đại lý thì mình sẽ được nhiều quyền lợi hơn, kinh doanh tại VC mình sẽ có được nhiều quyền lợi hơn. Còn nếu mà mình là phòng khách riêng thì mình chỉ là cái người đi cởi ngựa xem hoa thôi, coi người ta bán như thế nào thôi, và mình chỉ được cái quê hồng từ cái việc bán lẻ sản phẩm thôi. Đó, thì trở thành đại lý của VC. Và bước thứ hai nữa có nghĩa là mọi người sẽ làm gì? Mình tìm cái sản phẩm nào thích hợp với gia đình, người thân của mình để mình trải nghiệm, và với bản thân của mình để trải nghiệm sản phẩm. Tại sao mình phải trải nghiệm sản phẩm? Để mình tăng thêm cái niềm tin đối với công ty, đối với sản phẩm của VC. Không cần phải nhiều đâu mọi người, mình có thể chọn một vài sản phẩm thôi để trải nghiệm. Đó là bước thứ hai. Và bước thứ ba có nghĩa là mọi người nên cho mình một cái mục tiêu tại VC. 1 tháng hay 2 tháng hay là 3 tháng, thời gian bao lâu mình sẽ đạt được danh hiệu 6%, 9% và 12%. Và mình phải hiểu được là 6% là như thế nào và 9% là như thế nào, thì hãy nhờ cái người hỗ trợ của mình trực tiếp của mình đó sẽ hướng dẫn cho mình biết là 6% là như thế nào. Biết được cái đích đó thì mình sẽ đạt được cái con đường mình đi. Còn đôi khi mình không biết được là mình làm ở đây mình đạt được cái điều gì thì mọi người sẽ mò mẫm và không biết được cái con đường mình đi là như thế nào. Và bước thứ ba có nghĩa là gì? Mọi người sẽ trong lúc này thì những người trẻ thì chưa có kinh nghiệm đúng không, thì hãy học cái kinh nghiệm, có nghĩa là
ra cái danh sách khách hàng, thì nó giống như mình làm cái việc là gì, tập danh sách mời thiệp đám cưới gì đó mọi người, không tập ra rồi bắt đầu biết được là những mối quan hệ của mình là người nào cần về sản phẩm, người nào mà cần về sản phẩm về mỹ phẩm nè, người nào cần về sản phẩm về sức khỏe thì mình sẽ chia sẻ với họ, và thậm chí người nào họ sẽ cần về công việc. À, ngày hôm nay với cái cuộc sống bên ngoài nó vô cùng khó khăn, thì việc mà tìm công việc họ nghĩ là mọi người ai cũng cần hết, ai cũng cần công việc làm thêm hết, không đôi khi họ bao bọc bằng cái vẻ bề ngoài thôi, nhưng mà bên trong họ cũng rất là cần, ai cũng cần có thêm một nguồn thu nhập hết đó. Thì đó là bước thứ tư. Bước thứ năm, bước thứ năm có nghĩa là gì, mọi người sẽ cho mình 20 tiền cho mình 20 khách hàng trung thành thôi, không cần phải quá nhiều đâu. Ở VC thì chỉ cần như vậy, chúng ta đã đủ để thành công tại VC rồi. Rồi, bước thứ sáu mọi người sẽ làm gì? Bước thứ sáu là chúng ta trở lại với công việc đầu tiên của chúng ta, là chúng ta bắt đầu tuyển dụng đại lý, bắt đầu trở lại công việc đầu và chúng ta tuyển dụng đại lý tiếp tục. Và bước thứ bảy, mình cùng đội nhóm của mình hãy đưa đội nhóm của mình đến những cái lớp học. Thì ngày hôm nay ở công ty có những cái chương trình gì, đó là 5 giờ sáng rồi mọi người, 5 giờ sáng hiện tại giờ thì rất là năng lượng luôn, và nhiều, rất là nhiều người họ thành công từ chương trình 5 giờ sáng. Và mọi người nên có mặt vào đó để mà chúng ta có thể tiếp thêm năng lượng cho nhau, lên mục tiêu, giúp nhau lên mục tiêu, rồi chúng ta tập thể dục cùng nhau và có năng lượng đầu ngày. Đó là một cái mà mình, mọi người nên chấp thủ. Và tiêm 100 độ C, chúng ta phải tham gia để chúng ta biết cái cách để chúng ta có thể gọi điện thoại như thế nào, đúng không? Làm sale như thế nào, đó học cũng lớn lên từ chương trình này thôi. Đó là chương trình 14 giờ trưa là chương trình đào tạo về sản phẩm của công ty, chúng ta có thể xem lại. Và buổi tối thì 3:57 là chương trình đào tạo về công phu. Thậm chí ngày nay Hồng làm đến nay là tháng 6 mà mình đôi khi cũng mò vô học công phu lại chứ bộ. Không, học không bao giờ muộn, không? Và mình thấy mỗi một lần học vậy mình sẽ có một cái kiến thức gì đó mới học. Cho nên là đừng có nghĩ là mình lên ba sao rồi mình không học, học không nhiều hơn rồi, đúng không? Đó. Thì đó là phải bước để chúng ta có thể thành công tại VC. Và đối với Ngọc ngày hôm nay, cái giá trị tại VC thì mình thấy rất là lớn. Và nếu mà mọi người thấy được, có nghĩa là cho mình cái lý do tại sao mình thành công tại VC, thì mọi người sẽ thành công nhanh. Và năm cái lý do, tôi gọi là gì, cái giá trị mà mọi người sẽ đạt được khi mà mọi người thành công tại VC. Ok, hôm nay cảm ơn chị Hồng rất là nhiều luôn. Ok, rồi mình hết cho nói rồi.